Bài luyện nghe: Kinh tế Việt Nam năm 2007. Năm 2007, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thứ nhì châu Á. So với năm 2006, tổng sản lượng trong nước GDP tăng 8,48%, hàng hóa xuất khẩu tăng 21,5%, số khách quốc tế đến Việt Nam tăng 18%, tương ứng 4,23 triệu lượt người. Số hộ nghèo giảm 0,72% còn 14,75% riêng về bưu chính viễn thông, tổng số thuê bao điện thoại 46 triệu tương ứng 54,08% dân số. Số người dùng internet 18,2 triệu tương ứng 21,4% dân số. Tuy nhiên, năm 2007 cũng là năm giá cả CPI tăng trên 12%, cao nhất trong nhiều năm qua.